Em chạy đấy, lại chạy lại chạy lại chạy lại chạy lại. À đây có mấy con với trỏ trứng nó không đi, nó chạy lại đây rồi. Trứng này mình nghĩ chút xíu nữa nó sẽ nở, như quý vị nó đang dùng cái mỏ nó đục cái vỏ trứng này. Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn ấp chim cút tại nhà không cần đến máy và bóng đèn. Hôm nay mình chuẩn bị là gồm có là một cái thùng giấy quý vị. Thùng giấy này thì mình lấy thùng sữa này. Mình cắt chiều cao nó 10 phân, hơn 10 phân cũng được. Nhưng đừng có cao quá nha quý vị. Và mình có chuẩn bị là 30 trứng chim cút và một cái áo cũ. Này, áo này thì không có sử dụng nữa, nếu quý vị có điều kiện thì có thể lấy áo mới. Còn mình thì mình xài đồ cũ thôi. Quý vị phải lựa những cái vải nó mềm mềm á. Hồi trước mình cũng có quay một cái clip là ấp trứng chim cút 5 ngày là nở. Nếu quý vị nào chưa xem thì mở lại cái clip đó coi. Mình cũng ấp tương tự vậy, mà có cái là mình xài cái bóng đèn á thì nó sẽ nhanh nở hơn. Nhưng hôm nay mình không cần bóng đèn, nó vẫn sẽ nở như thường nha quý vị. Tại vì là quý vị biết sao không, trứng này á, là mình mua là trứng cút lộn. Các vựa là người ta đã ấp sẵn rồi, để mà bán mua về là người ta chỉ luộc ăn á, gọi là trứng cút lộn á, mua về luộc ăn thôi. Nhưng do mình nuôi số lượng ít nên mình sẽ không có đi mua con, quý vị, mình sẽ tự ấp luôn. Mình mua trứng chim cút lộn về mình ấp luôn tại nhà. Đây, nay mình có 30 trứng nè, để trong đây quý vị. Quý vị nên mua những chỗ mà uy tín, cơ sở lớn, còn mà ra trứng chợ thì mình không có bảo đảm nha. Tại vì khi trứng chợ người ta bán lâu quá nó không hết, con nó sẽ bị chết hoặc là nó bị hư. Trứng này thì mình mua 50 trứng là trong ngay dựa luôn là 35 ngàn nha quý vị. Còn thường ngoài chợ mình thấy là nó bán 30 trứng như có 10 ngàn à. Nghi trứng đó trứng điểu à. Có lúc thì 35, có lúc thì có, nói chung là xích xê mấy ngàn thôi. Và quý vị tùy theo lượng trứng thì quý vị có thể lấy thùng to thùng nhỏ. Mình nay 30 trứng thì mình lấy một cái thùng sữa Vinamilk á, bề ngang một ngang một găng tay quý vị nè. Nói chung là bề này thì nó ít hơn chút, mình cho găng tay đi. Chiều cao thì 10 phân đến 15 phân. Và giờ mình sẽ tiến hành làm nha quý vị. Đây mình có chiếc áo đây, mình sẽ bỏ vào đây. Quý vị lấy tay vác xuống. Ấp cách này rất là nhanh nở luôn quý vị. Mình bảo đảm là trong vòng một tuần là nở à. Tại trứng này á, là mình mua đã là trứng cút lộn rồi. Nó đã có con sẵn rồi. Nhiều bạn bữa coi clip mình nói ấp 5 ngày nở, nhưng cũng nhiều bạn không tin. Nhưng mà mình bảo đảm là 100% là nở nha quý vị. Và rất là nhanh nở luôn. Tại vì người ta đã ấp sẵn cho mình rồi. Người ta bán trứng cút lộn mà. Nếu quý vị không tin thì mua thử về luộc lên ăn thì nó đã có con rồi. Giờ quý vị lấy cái áo bỏ vào trong cái thùng. Rồi sẽ bỏ trứng vào đơn giản thôi. Là làm theo cách này thì trong vòng một tuần thì có thể nở quý vị. Nếu quý vị nào đầu tư nữa thì mua cái bóng đèn trái ớt á. Bóng đèn mà mình có làm một cái clip là ấp trứng chỉ 5 ngày là nở, là cái bóng đèn cỡ vỏ đó, đó quý vị. Nó có độ nóng nó sẽ nở nhanh hơn nữa. Còn như hôm nay mình sẽ làm cách này rất là đơn giản luôn. Chỉ cần một thùng giấy và một cái khăn bỏ đi. Tùy theo số lượng trứng thì quý vị sẽ làm cái thùng bự hơn. Do mình cũng thích nuôi cút mà giờ số lượng ít quá thì mình đi mua nó xa, nó cũng lồng biến đi. Sẵn mình mua vậy về mình ấp luôn. Mình ấp đợt này là cũng đợt thứ 3, thứ 4 rồi quý vị. Tại mình có quay nhiều clip mà mình tự ấp luôn. Và nở ra con vỏ luôn và nuôi thành lớn đẻ trứng luôn. Đó, vậy là xong rồi, quý vị chỉ việc để cái này vào thôi. Vâng. Giờ quý vị chỉ bị chờ đợi thôi, cái áo nó hơi cũ nha quý vị, tại đồ bỏ mà. Do là trứng nó có con, quý vị ủ vậy nó sẽ nóng, hơi nóng, nó ấm từ từ nó sẽ nở. Quý vị để dễ dàng thôi, không nên đè, đè mạnh quá nó sẽ bể. Và quý vị kiếm một góc nào tối á, hoặc ấm ấm, đừng có nóng quá. Thì nếu để mà nắng quá nó sẽ chiếu vào cái ổ trứng này nè, nó khô, nó sẽ chết con. Và giờ mình sẽ chờ khi nào nó nở thì mình sẽ quay lại để quý vị và các bạn cùng xem nha.
Sau vài ngày chờ đợi thì trứng chim cút lộn mình ấp đã nở rồi quý vị. Nãy mình ra sau già mình nghe nó kêu chít chít. Sẵn mình đem vào đây mình quay để quý vị và các bạn cùng xem luôn. Nếu quý vị nào mà thích nuôi chim cút số lượng ít á, có thể làm theo cách của mình để ấp nuôi tại già. Giờ mình sẽ lấy ra để quý vị và các bạn cùng xem nha. Đây, cái này là mình làm chân thực 100% nha quý vị. Bởi vì trứng này á, là mình đã mua trứng chim cút lộn, là nó đã có con sẵn rồi. Nếu quý vị không tin á, là bữa nào thử mua về và đập ra thử, là trong đó nó có con, là có con này mới nở nữa quý vị. Còn ướt dê mà. Còn mấy con này này nó nở hồi nào mình cũng hay nữa. Do mình cũng nãy vô tình mình đi ra đằng sau mình nghe kêu, chứ mình cũng ít ra thăm lắm. Mình cũng canh vài ngày, một hai ngày mình mới ra thăm lần. Hôm bữa tới giờ là năm, tính hôm nay nữa là 5 ngày rưỡi nha quý vị. Này là mình nắp trong vòng 5 ngày rưỡi là nó nở được như hôm nay nè. Đây có con này nó mới nở ra quý vị, nó còn ướt mem nè. Mình nghĩ là con này mới nở luôn á. Rồi nó còn cái dấu dính cái tay mình luôn quý vị đó. Này con này mới nở lạnh. Hiện tại thì mình được 4 con. Wow, dính cái dâu quý vị thấy dâu nhiều con cúc. Ba con này thì nó lông nó khô rồi. Để mình đem ra ngoài ra quay cho quý vị thấy nó rõ hơn. Cách mình đắp trứng cũng đơn giản thôi quý vị, không có cầu kỳ vậy đó. Mình chỉ bỏ vào cái khăn thì mình tủ lại thôi. Đây, con này giờ mình nghĩ là chắc nó nở cách đây 2-3 tiếng trước này. Giờ nó khô lông nó lanh rồi quý vị. Em làm sợ gì để em trốn chui vô cái vỏ lại đây. Ồ, đã quý vị nhìn dễ thương giống gà không? À mà con này chắc mình nghĩ nó cũng mới nở tiếng trước hay gì, nó cũng chưa khô lông lắm nè. Còn hai em này khô rồi. Hiện tại thì mình được 3 em gần khô lông, còn một em này đen thui này là mới nở. Lông chưa khô. Đây để mình cầm lên sát cho quý vị xem. Mình nghĩ chút nữa nó khô nó sẽ giống như các chị em của nó. Ủa còn mấy trứng gõ mỏ nữa quý vị. Giờ mình sẽ lựa mấy cái này bỏ ra ngoài nè. Đây nó khoét vòng 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 đây nữa quý vị. Được 4 con quý vị ơi. Nó khoét vòng vòng và nó chui ra. Cái này ở trong nó còn đỏ nè, chắc mình nghĩ con là của cái trứng này quá. Còn mấy cái này nó hơi khô rồi. Ướt 4 trứng. Em này lanh quá, em chạy lon ton hoài luôn. Rồi cái trứng này nó cũng đang gõ mỏ đâu vị ơi. Đây hai trứng luôn. Quý vị thấy ở trên cái đầu nó lú cái mỏ ra nè. Hồi nó đục nó sẽ ra. Trứng này cũng vậy luôn. Đó quý vị thấy đó, đây nó chui chui nhúc nhích đây nè, ngay đây nè quý vị để ý nè. Ngay đây, đó thấy không? Được hai trứng gõ mỏ. Ồ, con này nữa nè. Mình nghĩ trong vòng chắc cỡ tiếng mấy nữa là nó sẽ ra ào ạt thôi quý vị, nó ra nhiều á. Đây quý vị thấy để ý cái trứng ngoài ngón tay út mình á. Nó rọc hơi nhiều á, nó rọc cũng một khúc vậy rồi. Đây đây đây. Mình mới thấy cái đầu cái mỏ nó chui ra nó gõ đó. Để mình chờ xíu coi nó có đục ra nữa không. Đó đó quý vị thấy không đó. Rồi ba trứng này là chuẩn bị ra rồi quý vị. Em này nè. Đâu để em coi còn trứng nữa. Đây thêm một trứng gõ mỏ nữa quý vị. Đây quý vị để ý ngay chỗ trắng này nè. Hiện tại thì mình còn rất là nhiều trứng, những con chim cút nó đang dùng cái mỏ nó gõ cái đục cái trứng đó, nó chui ra quý vị ơi. Bây giờ mình cũng xin bỏ vô cái thùng mút lại, thùng giấy lại để cho mấy con cút ấm. Khi nào nó nở gần nở hết á, mình sẽ quay tiếp để quý vị và các bạn cùng xem. Giờ mình bỏ nó vào thùng cả lạnh quý vị. Quý vị và các bạn thấy thích clip thì ấn đăng ký kênh để xem clip kế tiếp nha quý vị. Giờ mình sẽ bỏ vào thùng lại vậy nè. Khi ấp thì quý vị cũng bỏ vậy thôi và đậy cái khăn này lại.
Wow, y vậy đây. Giờ mình sẽ chờ nó nở hết rồi mình sẽ quay tiếp cho quý vị. Những con cúc đó mình để trong đây nó không có chết nha quý vị. Cái khăn thì mình chỉ để dạ dàng lên vậy thôi, chứ đâu có đè đâu. Chút nữa gì khi nó mấy con khôn nó sẽ tự nó chui ra đứng xung quanh đây luôn á.